Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung và Long An nói riêng, nhưng với sự nỗ lực của địa phương vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong 5 tháng đầu năm 2021, địa phương này đã đạt được mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 32% trên tổng số vốn FDI đăng ký của cả nước. Trong 5 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An đạt 8,31%, tăng 1,93% so với cùng kỳ năm 2020. Đầu tư công đã giải ngân là trên 1.145 tỷ đồng, trên 5.231 tỷ đồng phân bổ cho các dự án. Đến nay, Long An có hơn 1.100 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 9,17 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 588 dự án hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ, đạt 39,4% tổng vốn đăng ký.